Hello, xin chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Sơn Mai Black cả nhà ơi. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Đồn Quy Đốc nha. Thì cả nhà ơi, thì cái thời gian qua nói chung là hai anh em mình hầu như là ít có ra video. Thì trong cái thời gian vừa rồi cả nhà thì mình bị bệnh, thì mình bị viêm bàng quang á. Mình không có đi lại được, nó đau quá cho nên là thời gian cũng khá là dài hai anh em mình không có ra clip. Thì hôm nay anh em mình là trở lại và ở đây, nơi đây là cái khu vực của cô gái tự thiêu. Như mà quan thì do thời gian qua là do anh cũng bị bệnh, cũng như là cái thời tiết hiện tại ở đây cũng thất thường lắm. Ban ngày thì nắng chang chang mà tới tối là mưa, thì anh em mình không có đi quay được mọi người. Thì bây giờ anh em mình quay ở đây với như là cái lần hầu như lần cuối cùng anh em đến đây là cái hôm đó mình xuất hồn ra và có khai khẩu cho cái ông cô gái tự thiêu này, mà cô ấy không nói chuyện được thì anh em đã bàn tính và cũng đã xin thầy một cái lệnh bùa để giúp cho cái vong cô gái này chưa thoát. Thì không biết như thế nào, chưa có làm cũng như là chưa biết là có được hay không luôn rồi. Thì cái nhà thì hôm nay thì khi anh em mình đến đây thì Tú cũng đã xin thầy một cái lệnh bùa, thì anh em mình cũng đã đem theo. Và hôm nay coi như là không biết có thành công hay không, thì anh em mình cũng sẽ cố gắng để giúp đỡ cho cái vong của cô gái này đi siêu thoát luôn cả nhà. Thì sẵn đây thì anh em mình cũng gửi lời cảm ơn toàn thể của chú anh chị và các mạnh thường quân đã ủng hộ và như giúp tài trợ giúp đỡ cho cái anh hùng mà lần trước cái anh em mình kêu gọi đó mọi người. Và sẵn đây cũng cảm ơn một người chị, mình không biết người chị tên gì nha, nhưng mà có nhờ một người nào đó tên Ngăn chuyển cho mình 3 triệu, là cho mình 1 triệu, cho anh Nguyên 1 triệu, cho anh Hùng 1 triệu. Nhưng mà mình gửi lại chứ mình không có video, tại vì lắc nhắc thì mình không quay mọi người. Ví dụ như mình kêu gọi tổng thể nhiều nhiều thì mình quay một lần. Đó thì sẵn đây cảm ơn người cô, người chị gì đó rất là nhiều nha. Thì ở đây thì Nguyên Đồn cũng xin cảm ơn cái cô hay là chị gì đó đã gửi ủng hộ cho mình 1 triệu để tiền kinh phí cả nha. Thì bên kênh mình thì mình cũng xin chân thành cảm ơn những mạnh thường quân đã giúp đỡ và ủng hộ cái kinh phí chữa bệnh cho anh Hùng và một chị tên là Nguyễn Thị Thu Hà. Thì chị gửi cho mình 2 triệu và cho mình 1 triệu, cho em Tú 1 triệu là ủng hộ kinh phí nhan đèn. Thì sẵn đây thì mình rất là cảm ơn chị Nguyễn Thị Thu Hà nha. Ok các chị, thì nói chung thì hôm nay thì anh em mình quay đây với mục đích là sẽ giúp cô gái siêu thoát, và cái mục đích đó có thành công hay không thì bây giờ mời quý cô anh chị và các bạn theo anh em mình vào trong nha mọi người. Xin mời cả nhà đây. Đi thôi mọi người. Ok nha. Bây giờ anh em mình tiến vào nhà đầu tiên nha. Thưa cả nhà, thì hôm nay thì anh em mình sẽ không có dọi đèn để quay cái khung cảnh tự nhiên vào ban đêm trên chiếc cam hồng ngoại cả nhà. Ở trong cam người hết sáng chứ ngoài không thấy đường luôn, không tìm đi luôn. Rồi thêm chút gì đó nó sáng cái chân đi chứ hả? Chúng ta đi sụp lỗ té chết. Đó. Cái đèn đó đi. Này là sáng sáng gì. Cái trong cái cam hồng ngoại thì ban đêm anh em mình đi thường thường thấy những cái tán cây nhỏ nhỏ, tưởng tượng từ xa y như có ai đang ngồi vậy cả nhà. Gì vậy? Gì vậy? Con trang mà có gối rồi thì ghê quá, không biết cái gì nữa. Thì cái nhà này thì cái nhà cũng đã quen thuộc rồi. Thì bây giờ Tú đang đi lên trên nhà thì mình đi ra vòng ra phía sau. Thì cái căn nhà này đại khái thì chỉ bằng ngày thì có những cái người răng ta đi ruộng, ta cũng có tá túc ở đây, với lại những người xịt sâu xịt rầy đó cả nhà, dục thuốc, dục cái vỏ thuốc ở đây nhóc chân nè. Còn hầu như là ban đêm thì không có ai dám vào khu vực này hết. Thôi giờ mình đi qua bên cái chùm tre đi.
Đây anh thấy không có thấy cái gì chứ này. Thôi cái nhà. Còn đây nữa thì cả nhà, thì để mình nói cho cả nhà biết, thường thường ở những cái nơ quang quấn, những cái cây gòn này mà hay có gai cả nhà, là thường xuyên là có những cái vong linh xuất hiện hay tuột lên tuột xuống đó, thì cái cây gòn tự nó sẽ mọc ra những cái gai, tán cái gai này chắc là nhiều gai luôn, là cây gòn á Nó bọc ra nhiều quá chừng luôn nè, rồi mình trồng gai đó. còn gai á. Lúc trước á, nghe là ông nội kể á, là bình thường á, cái gòn nó bình thường không có gì, nhưng mà có bông linh á, kiểu leo lên tuột xuống á, nó tự lên cái gòn nó mọc gai, nhưng Cái gì cái gì đây ta? mà không biết đúng hay không. Dưới gốc cây mè có cái gai gì Cái gì? chứ? Cái gì xấu gì đây? Thôi đi đi, đi đẳng đi. Thì những cái lần gần đây thì anh em mình đến và đi ngang căn nhà hoang đó, thường thường không có thấy cái vong linh xuất hiện. Làm hết hồn vậy. Đâu tiếng ca đâu xa lắm mà nghe ta. Thì trong cái thời gian qua anh em mình vắng bóng một thời gian, bây giờ đảo lại giờ thấy cái người mình nó như là hơi hơi sợ sợ cái nha, như như là thời gian lâu quá không có Tiếp xúc tiếp xúc với người âm, cho nên cảm thấy cảm giác như là lạnh lạnh. Ủa nó ai khóa che vậy, dữ dữ ta. cái này bị phá, bị thu che phá chưa nha, bánh che nằm len lỏi luôn như này, chặt hết rồi, cái bánh che và bụi che chặt hết luôn rồi. Không biết ai chặt, chủ vườn ở đây á. Tưởng đâu đào cái nóng này lên chứ không phải, cái nóng này nè, chắc có lẽ người ta đốn bỏ luôn á. Trước cái khu vực này mà để những cái tán tre gì nhìn nó thấy nó sầm uất quá. Cái nhà thì không biết như thế nào mà chủ vườn lại khóa những cái bụi tre này, thì để muốn biết chính xác hơn thì anh em mình sẽ tạm ngưng để chuẩn bị đặt cam và làm nghi thức cúng kiến nha cả nhà. Ok nha, thì cũng như anh em mình đã hôm nay cũng đã chọn đầy đủ hết rồi, thì đây là cái lá bùa mà thầy đưa cho mình để giúp cho cô Hương cô gái được đi thoát cả nhà. Thì anh em mình cũng đặt ngay gốc cũ luôn cả nha. Bây giờ cúng kiến đi. Nói chung thì cũng mong linh nghiệm để cho cái bông quả này không còn lãng vãng ở đây mọi người, để tôi sớm siêu thoát đi cho nó khỏe, có thăng với lại được rồi hai tiếp khác. Giờ mình sẽ đốt cái đèn bàn này cả nhà.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok nha, anh em mình cũng ra ngoài và cũng có đặt ra một đoạn cho quý cô chú anh chị mình xem là cái vong linh cô gái này còn ở đây hay không. Thì thời gian thì cũng khá là lâu anh em mình mới quay lại đây, thì cũng không biết là cái hương linh cô gái có còn ở đây hay không nữa cả nhà. Thì hôm nay thì anh em mình đặt đoạn, thì cả nhà xem mà cả nhà có thấy hương linh nó xuất hiện thì cả nhà hãy comment ở bên dưới cho anh em mình biết nha cả nhà. Và chắc có lẽ bây giờ anh em mình sẽ ngồi tại ở đây và đợi một chút xem thử cô ấy có xuất hiện hay không, và nếu có xuất hiện thì anh em mình sẽ tiếp tục làm nghi thức luôn cả nha.
Thì cái hôm đó thì anh em mình cũng đã nói và không biết là cái hôn linh cô gái có nghe được hay không. Thì nói là anh em mình sẽ lần sau đến là sẽ giúp cho cô ấy siêu thoát. Và không biết là cô ấy có nghe được điều đó hay không, và không biết là hôm nay xuất hiện hay không cả nhà. Thì lúc đầu tiên đến đây thì mình đã gian giái, nói chung là mình cũng rất là muốn giúp đỡ cô được siêu thoát. Thì nếu mà vong linh của cô có linh thiêng thì hãy xuất hiện và để anh em tôi được tiếp cận và làm nghi thức giúp cô siêu thoát nha. Thì từ lúc trước đến bây giờ cả nhà, thì anh em mình cũng đã giúp được rất là nhiều vong linh mà chưa có cái trường hợp nào là như cái vong linh của cô gái này. Anh em mình không biết tên tuổi và lai lịch như thế nào luôn. Thì nếu mà anh em mình tiếp cận và hỏi được tên tuổi thì trong cái tình cảnh như thế này thì anh em có thể gọi tên cho cái vong đó được ra xuất hiện. Và đặc biệt là cái trường hợp này anh em mình không biết tên, cũng không biết tuổi, không biết quê quán đâu cả, nó thì khá là khó. Thì anh em mình bắt buộc phải đợi chờ, đợi con cô ấy xuất hiện ra thì anh em mình làm được. Tự nhiên cái thanh nhang này cháy kỳ ta. Sao? Tự nhiên thanh nhang này cháy kỳ, nó sáng hoài luôn. Nhưng mấy này là lù không? Lù, còn nó sáng hoài luôn. Thì hai cây lù, một cây cháy sáng. À, nó sáng hoài luôn. Đó, thấy không? Sáng hoài luôn. À, mấy cái kia, sáng là lù đó. Nếu cô có linh thiêng thì hãy xuất hiện cho anh em tôi thấy đi. Thì bây giờ á, vong linh cô gái tự thiêu tại khu vực này thì hiện giờ bây giờ anh em tôi đang dùng nghi thức và cũng đang chuẩn bị nghi thức giúp cho cô siêu thoát. Mà nếu cô có ở quanh quẩn ở đây thì xin cô hãy xuất hiện cho anh em chúng tôi có thể giúp cho cô được đi siêu thoát và sống một cuộc sống mới, không có bị khổ sở như thế này nữa. Mà nếu cô nghe được á, thì mong cô xuất hiện đi cho nên chúng tôi có thể giúp được cho cô nha. Thì ở bên ngoài mọi người hầu như rất là tối, anh em mình nhìn ở khoảng cách rất là gần thôi, nhưng mà xa thì anh em mình không thấy. Cũng gắng cố gắng để nhìn kỹ hơn cả nhà. Thì cả nhà mình xem trong video, trong cam á, mà thấy cô gái xuất hiện ở đâu thì có gì thì hãy comment phía dưới nha cả nhà. Xuất hiện đó không? Cái giờ hiện tại ở đúng rồi, đúng rồi. Cái giờ thì hiện bây giờ là mình thấy cô gái đang ngồi ở khu vực này đúng rồi. Thì bây giờ cô gái đã xuất hiện rồi cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ dừng tất cho cả nhà. Mình sẽ đốt bao cái ngôi nhà này.
giờ cô cho tôi được phép làm cái thức để cho cô đi chỗ khác, không biết là cô đồng ý hay không. Bây giờ cô ấy đã gật đầu đồng ý rồi, bây giờ mình sẽ đi thức thôi. Thì bây giờ tôi đã mở một con đường cho cô đi. Thì bây giờ cô có thể đi được rồi. Đi được không? Đâu có tờ à? Đi rồi. Đi rồi, hết thấy à? Thế nha, thì nói chung thì mình cũng đã làm nghi thức xong, và khi mà mình mở con đường cho cái hồn cô ấy đi á, thì cô ấy đã đi mà không biết là có đi siêu thoát hay là thế nào nữa, thì chắc lẽ về anh em mình sẽ xem lại như thế nào nha. Thì cả nhà, thì phần nghi thức thì cũng đã xong, thì cô gái thì cũng đã đi, thì chắc có lẽ clip đến đây thì anh em mình cũng xin khép lại. Ok, thì cuối video cả nhà mình đừng quên nhấn nút đăng ký và like ủng hộ anh em mình nha. Đặc biệt comment với suy nghĩ cả nhà bên dưới nha. Cuối video thì anh em mình cũng xin chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe cả nhà. Ok, chào mọi người, hẹn mọi người. Chào cả nhà. Bye bye.